Xin chào các bạn, tôi là Hải Duy, chuyên gia đào tạo massage trị liệu của Hazu Việt Nam. Bài học của chúng ta hôm nay là massage trị liệu lưng eo cơ bản. Khóa học massage trị liệu lưng eo cơ bản dành cho người mới bắt đầu trong ngành massage trị liệu. Ngày nay với cường độ làm việc, áp lực công việc hàng ngày khiến cho khách hàng của chúng ta thường gặp các vấn đề căng thẳng, mệt mỏi, đặc biệt là do các thói quen làm việc, vận động hàng ngày sai tư thế, do chế độ ăn uống, sinh hoạt dẫn tới tình trạng đau mỏi lưng eo đã trở thành vấn đề phổ biến và thường gặp ở mọi khách hàng của chúng ta. Và nhu cầu chăm sóc, cải thiện các vấn đề về đau mỏi lưng eo ngày càng trở nên cần thiết. Bài học massage trị liệu lưng eo cơ bản sẽ giúp khách hàng của chúng ta giải quyết được các vấn đề sau. Thứ nhất là giúp lưu thông khí huyết, tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là cải thiện tình trạng đau mỏi lưng eo, hông và chân. Bài học massage trị liệu lưng eo cơ bản với cách hướng dẫn tỉ mỉ sẽ giúp cho người mới bắt đầu dễ dàng học và thực hành các thao tác trị liệu trúng đích, hiệu quả ngay, đồng thời nâng cao sức khỏe bền vững cho khách hàng. Vậy cách học tập như thế nào để đạt được hiệu quả cao? Thì bước 1 là học viên sẽ xem khái quát từ đầu cho tới cuối video một lượt để nắm được tổng thể. Bước 2, học viên sẽ học theo từng phần, xem từng động tác và làm theo để học thuộc từng phần một. Bước 3, học viên sẽ ghép các phần đã học trở thành một bài hoàn chỉnh để luyện tập. Và bước 4, học viên thực hành lặp đi lặp lại để ghi nhớ và thành thạo. Trong quá trình học tập, nếu học viên gặp khó khăn, sẽ được đặt câu hỏi và tương tác trực tiếp không giới hạn với đội ngũ giảng viên là các bác sĩ y học cổ truyền giàu kinh nghiệm 24/7 thông qua phương pháp chat, điện thoại hoặc livestream. Bước 5, học viên sẽ trả bài bằng cách thi lý thuyết online và thi thực hành bằng cách quay lại các bài thực hành của mình và gửi cho các thầy cô để chấm online. Học viên cũng có thể đăng ký thi offline tại Trung tâm Đào tạo nghề massage trị liệu Hazu Việt Nam. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học massage trị liệu lưng eo cơ bản là học viên có thể chủ động học tập vào bất cứ thời gian rảnh nào. Học viên được sở hữu tài khoản học tập và hỗ trợ suốt đời bởi Hazu Việt Nam. Tiếp theo là học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học online và được ưu tiên khi đăng ký các khóa học offline nếu có nhu cầu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với số điện thoại và địa chỉ trên màn hình hoặc các bạn có thể bình luận trực tiếp tại bài học massage trị liệu lưng eo cơ bản để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video bài học tiếp theo.